Hello, xin chào tất cả mọi người. Còn có bà chay bà đi nè, cô chú nè. Hiện tại bây giờ là 3 giờ chiều. Hôm nay hai mẹ con lên đây tại vì ở trên đây có một cái hội xe rất là lớn, ba chay đi. Và ba chay muốn hai mẹ con lên chơi cho vui. Nhưng mà cái một cái điều khác biệt của cái hội xe này đó. Con cầm đó cho mẹ nha. Cái điều khác biệt của cái hội xe này đó là nó được nằm ở trên Detroit. Cái chỗ mà các bạn nhớ Ngọc đi máy bay trực thăng á, mà bay qua một cái hồ á, mà đâu ở bên kia của cái hồ là cái Canada không? Thì bây giờ bên đó là Canada đó mọi người. Đó, cái tòa nhà đó lớn đó, là cái bên đó là Canada đó. Bây giờ mà Ngọc đang đứng ở đây á, là cái điện thoại của Ngọc á, nó bị đổi cái gì ta? Bây giờ nếu mà Ngọc được gọi điện thoại là cái số của bên Canada á, ngộ lắm. Là gọi là nói chuyện là chặt dây chặt phút đồ này kia, nổ bên Canada á. Tại vì quá gần với bên đó đó. Đó là hội xe bây giờ nó nằm ở trong kia. Rồi hai mẹ con lên đây đi, trời nắng chang chang 3 giờ trưa. Có xe cảnh sát rồi thì nắm tay mẹ nè con. Ok, chay đố chay thấy ba ở đâu? Đố chay kiếm được ba, mẹ thấy rồi đó, con mẹ đố con á. Cũng có nhạc, cũng có ca hát rồi này kia nọ đó, cứ ai cứ có xe cứ lên đây dựng lên đây nè mọi người nè. Xe này dữ này chay nè. Xe này giống con cái gì đây nè. Siêu nhân gì nè. Này là của Nhật này chay nè. Con này dữ ha, xe này dữ nè. Cái bánh xe này chay nè. Wow, con bánh xe chúng này làm dữ à. Xe này xe gì đây? Hiệu này hiệu gì vậy? Hiệu này hiệu gì ha, lạ ha. Rồi mọi người coi kìa. Xe mà lết chứ dưới vậy luôn à. Trời ơi, cái xe này mà đi mà gặp cái cục đá một cái mà thôi luôn á. Gãy cái bẩn luôn. Trời ơi, con nó biết đường ba nó chạy lại ba nó kìa. Được đời không? Trời đó mọi người thấy không? Xe toàn là xe nào cũng lết dưới đất không à, rồi vậy sao đi trời, hư xe hết luôn á. Xe chồng Ngọc là cũng ham lết dưới đất lắm đó đó, hạ gầm xuống để lết vậy đó mà chưa có ai chay đi. Trời ơi, này giống nhân hấp hấp dữ không. Hai thấy không? Rồi cái là ha, chùi rửa dọn dẹp đồ này kia vậy đó cho sạch sẽ, mở dở cái mui lên cho ta coi vậy đó. Mỗi người có một cái thú chơi các bạn thấy không. Ôi trời, cái xe này xe gì dữ nè, xe này chắc chạy dữ dằn lắm nè, mô tô đó. Ô chay xe Pikachu kìa chay đó, xe Pokemon kìa, cô gái này trong phim này chay nè. Xe cảnh sát lúc nào cũng sẽ có ở đây những cái sự kiện lớn đó mọi người. Đây, giờ cho mọi người coi nè. Đó, cái con phố mà đi bộ ở dưới đi Detroit nè. Xong đồ này mình có thể mướn tàu, mướn jet ski rồi mình chạy xong này nhiều lắm các bạn. Nếu như mà các bạn muốn đi Detroit chơi mà có những hoạt động mà sông nước ở đây nhiều lắm. Đó, rồi bên kia là Canada đó. Đó, người dân Canada bên đó. Đó, này là thuyền của người ta, ta đem ra nè. Đó, sông này lớn lắm nha mọi người. Cái gì? Đi đâu hả? Thôi đi lên đây nè con, lên nè. Đó, mọi người thấy hay không? Đứng đây là bên đây là Mỹ, bên kia là Canada. Ngon không? cháy kìa, đó bạn kìa. Nó thấy mấy đứa nít là nó quay là nó chào mấy đứa nít. Cái đó là, cái xe đó là xe cảnh sát đó. Thì đó xe. Thank you. Đó xe đó xe cảnh sát đó. Đó, cô chú coi nè, giờ cả gia đình ngồi nè. Ngồi vậy thôi đó, ngồi rồi tới chiều rồi cái cho anh ta coi cái xe của mình. Bởi vậy mỗi người có một cái thú vui khác nhau ha. Thời hả ba đó nè, đem ghế, đem đồ ra, đem đồ chơi ra cho nó đi, cho nó đừng có buồn nè. Thấy không, vẫn ngồi nó vẽ, nhìn cô chú, chào cô chú cái coi. Nhìn cô chú, chào cô chú cái. À, con vẽ cái gì, vẽ cái cây hả? Thì cây là tree đó chứ gì nữa, tree tiếng Việt là cây đó. Cái ghế của tôi nó lấy nó ngồi, giờ nó bắt tôi ngồi ghế nhỏ xíu rồi có được đời không? À, ghế của tôi ghế bự chảng chà bá, nó lấy dành nó ngồi cho nó thoải mái. Ghế dễ gì vậy? Dễ vậy? Đằng sau này hơn là cái cảnh rất là đẹp, nó cảnh sông biển à, đẹp không mọi người? À, ngoài nóng mà bên này nóng mà hắt vô luôn. Mọi người ở đây cũng nhiều. Chồng mà bên này chơi cũng hấp hấp dữ chứ.
cái áo đó sao ăn lấy áo đó mặc hoài à. Thấy không các bạn, thấy không, chồng mập mà anh thích cái nào là các bạn thấy mặc hoài vậy đó. Nhiều lúc cái bộ đồ mà đi sân bay đó đó, các bạn thấy không, nếu mà ổng đi sân bay đâu có mặc bộ đó đâu, chỉ có chừng nào đi sân bay mới mặc bộ đó thôi. Mà mỗi lần á hả, mọi người thấy mẹ có nói đâu. Trời đất ơi, trời ơi tôi hết, bây giờ nó dịch tiếng Việt, tôi nói gì nó dịch qua cho ba nó nghe kìa, có được đời không. I say that you wear that shirt all the time, maybe because you like it. Tại sao mẹ nói, mẹ đâu có nói cái áo của bà xấu đâu mà tại sao con dịch. Hồi nào mẹ có nói chữ xấu hồi nào? À mẹ nói. Ờ mẹ thấy rồi mà mẹ nói cái áo của ba xấu hồi nào mà con dịch, con đi qua con nói với ba là mẹ nói cái áo ba xấu. Trời ơi xạo. Cô thấy cô nói, chú thấy nó xạo cô chú, hồi nãy giờ có nói cái chữ cái áo ba nó xấu không? Rồi bây giờ thế, bây giờ hai tôi nói tiếng Việt cái nó dịch qua tiếng Anh cho ba nó nghe hen. Hen bây giờ tôi mà nói xấu ba nó cái nó quay qua nó dịch tiếng Anh liền hay hen. Quá trời đất đất. Đó cái bộ đồ mà đi sân bay đó. Đó ảnh chỉ có điều nào đi sân bay mới mặc cái bộ đồ đó thôi. Mọi người nói hả, thấy tội nghiệp. Mẹ là mẹ thấy con không được rồi đó. Mẹ đâu có nói áo bà xấu rồi, mốt không có nói vậy nghe chưa. Không có mốt, mốt không có nhiều chuyện nghe không. Nhiều chuyện. Chú thấy ghê chưa, mấy bị lớn mà nói bà đang cái đâu quay qua nó nói lại liền. Đó, giờ thôi lên đây ngồi chơi với chồng Ngọc cho anh đỡ buồn, chứ còn Ngọc không có ngồi thì con mình ảnh bắt ghế ngồi đây bơ bơ và lễ lôi ngồi thôi. Chừng nào chán chán thì chạy xe về từ nhà Ngọc mà lên tới với hả đây với hả cũng 45 phút đó các bạn, lên tới Detroit á. Đó, những cái tòa nhà đó kìa. Cái gì con? À con nói với mẹ là ba đây hả? Sao biết xạo không à? Nó nói mẹ, con nói mẹ rồi là ba ở đây mà. Ừ bữa nay nóng quá. It's so hot. Oh my god. Nóng một cái gọi là chang chang luôn á mọi người. Đó, chồng Ngọc anh nói đó, cái hàng xe, nguyên cái hàng xe này nè là cái hàng này là cái hàng VIP, là có nghĩa là cái event này, cái sự kiện này á, người ta chọn ra những chiếc xe này để đậu ngay chỗ này. Đó. Mọi người đó, mọi người đi coi đó, coi trong ngoài có gì kia, chụp hình đồ này kia, coi máy móc đồ này kia vậy đó. Mà sao không có bán đồ ăn ta? Không thấy cái xe nào để bán đồ ăn, bán nước uống rồi cho ta uống cho vui như hồi bữa đó. Rồi chay giờ nó ngồi lên xe, ba nó đem cái xe này theo nè cô chú nè, nó ngồi lên xe để ba nó đẩy đi vòng vòng. Trời, ba nó có đem sáo cho nó thổi nó có được đời không? Đeo bắt kiến luôn đi. Ừ. Quýt nè kìa, ba có đem mắt kiến cho con kìa, cái sáo cầm sáo thổi đem mắt kiến luôn, thấy không, thấy ba nó chu đáo không cô chú. Sợ con gái mình ha chối mắt đem theo mắt kiến, sợ con gái mình buồn đem theo cái đồ vẽ với lại hả à, cái gì đó đổng sáo đồ thổi rồi rồi cái nón vậy rồi sao đem mắt kiến. Mẹ mày coi coi, look at me, look at mommy, nhìn mẹ coi, úi trời ơi đẹp trai đi. À, giờ cái đem theo cái xe đẩy để cho đẩy nó đi vòng coi cưng dễ sợ không. Rồi mở đã. Rồi nhìn mẹ cái coi, bye bye mẹ coi. Trời ơi đem tháo thổi nữa. À, giờ đẩy nó đi vòng đó cho nó mát đó. Trời. Nó khoái đi car show với ba đó lắm nha cô chú nha. Nó ghiền lắm đó, ba nó mà chở nó đi là đi liền luôn á, ở với ba nó luôn á. Ba nó giờ coi coi giờ Ngọc là cái gì có đi, lúc Ngọc đi có lúc Ngọc đâu đi. Đi tự nhiên cái đi ra ngồi đây ngồi mới ngoài đây vậy nè. Ngồi miết vậy đó. Ngồi đâu có đi. Là có ba có nó là hai cha con đi giờ chia sẻ nhau chơi vui đó. Phải đâm mong mốt là cô chú lớn lên là cô chú hỏi nó xe nào bạn biết hết. Mốt lớn lên lặng ngoạn độ thêm chiếc xe nữa giống y chang như ba đó nữa thôi. Không muốn cái xe màu một purple. Trời ơi nó muốn chiếc xe màu tím. Trời ơi đi mua đồ ăn để cho mày ăn luôn hả? Ơi. Ngon quá. Con chùm tán nha. Daddy be careful. JD, be careful. Để. Ờ ba làm vậy á. Ta ngã xuống dưới té là chết luôn. Đó vậy á. Ừ. Rồi xuống. Anh bóp con. Nào coi ừ, xe nó đẹp ghê á con ha. Rồi ăn đi. Rồi nãy giờ có bụng chết à. Burger đây hả?
gì đây, hot dog hả? Trời ơi, ngồi ghế mình để thương ghế chưa, có cái ghế để thương để sợ không? Nãy giờ đi vui không? Nãy giờ đi ba vui không? Mày ngồi mày đợi con. Mày ngồi mày đợi con, mày nói con đi mất tiêu, mày ngồi mày buồn mày hốc quá trời. Yes, if we had fun, we did. It's okay, we came back. Yeah, it's okay, we came back. Do you want a hot dog? No, I'm gonna eat this. Okay, eat that. Uh-huh. Okay. Sure. Cho đụng vô kìa. It's our JD, it's not a play place. Thôi
cần nhìn gần thôi chứ đừng có đụng vô, người ta không có cho đụng. Người ta nói là please do not touch, làm ơn đừng đụng vô giùm một cái. Cái này là được làm gì nè nè, năm 1995-1998 nè. Let's go. Rồi được rồi không? À đi đường kia, đi đường kia, đi đâu rồi, xích lô. À xích lô đi ngược. Dữ chưa?